Xin chào các bạn nhé, mình đã có mặt ở tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ, nổi tiếng là nổi cái luộc một chiếc bánh chưng 7 tấn. Một chiếc bánh chưng 7 tấn nhá. Nào, xin mời các bạn cùng vào với mình. Tôi đã có mặt ở đền Mẫu Âu Cơ nha, nổi tiếng luộc chiếc bánh chưng 7 tấn. Hiện tại là bây giờ là các bà các mẹ đang quét dọn sạch sẽ để chuẩn bị bước vào lễ hội. Lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch. Vâng. Mùng 6 tháng 3. Vâng, bắt đầu từ mùng 6. Đây là các bà các mẹ đang công tác chuẩn bị sạch sẽ để vào lễ hội nhá. Nào, xin mời các bạn cùng vào với tôi. Vâng, vào ngày chủ nhật. Vâng, mình cũng đã vừa vào nói chuyện với cả ban di tích và cũng phát tâm công đức và đã xin phép ban khánh tiết cho mình được phép quay một chút cảnh về lồi bánh chưng, luộc lồi bánh chưng 7 tấn. Dự án hôm vừa rồi là mới nghe thấy là 50 tấn củi đã hết rồi, là bồi thêm 30 tấn nữa. Đây là một cái lồi bánh chưng siêu khổng lồ. Đây là lồi. Vâng, chào các bà các mẹ nhá. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Đấy, siêu khổng lồ 10 tấn đấy. Đây là một trong những các bạn ở xa đến kiểm nghiệm và cho củi vào lồi bánh chưng. Vâng, chào các bác nhé. Quan trọng nhất vô nhị Việt Nam đấy. Vâng. Việt Nam nói. Bác ơi, bác cho hỏi cái lồi bánh chưng này là một chiều nó là bao nhiêu mét ạ? 16 mét vuông. 16 mét vuông. Vâng. À, cô là 32 mét vuông, 32 mét khối và 35. Mỗi một chiều, một chiều. Mỗi là cao 3. Lồi là 5 mét một chiều. Vâng, lồi là 5 mét một chiều. Vâng. Bánh là 16 mét 8. Còn chiều cao. Cao là 2,5. Cao 2,5 là cái này vào coi là 35 mét 2 khối. Chiều cao là 2,5, còn cái chiều dài này của nó là 4 mét. 4,2. Vâng. Là khuôn bánh, đây là xoang này. Đây là xoang, vâng. Khuôn bánh là 4,2, 16,8 vuông. Ừ, trừ đi 40 phân. Trừ 40 phân vùng quanh cả một cái nước. Ờ, để thấy nước, cả để lửa nó. Nước chảy vùng quanh đúng không? Vâng. Còn bánh chưng khuôn ở giữa. Vâng, vâng. Cảm ơn các bà, vâng. Cháu ở dưới Liên Phương. Vâng. Nghe thấy thầy Thích Minh Thông. Vâng, vâng, cái trang vâng. Cái này là xã Hùng Cường nói riêng và thành phố Nghiên là nói chung. Vâng. Vâng. Vâng, vâng. Cháu cũng được một bạn ở cái nhóm nhà mình đây cũng chia sẻ là lên quay vào. Vâng, quen với cả cháu, quen với cả bạn là Giác Hưng Xuân. Vâng. Thấy Facebook là Giác Hưng Xuân. Vâng. Cháu ở dưới Liên Phương. 35,2 mét khối. Vâng. Đây là một trong những cái lồi bánh chưng siêu lồ. Thực sự ra thì cái lồi bánh chưng này nhiều người nói là 7 tấn nhưng người ta vẫn chưa hình dung được là lồi kiểu gì, như thế nào. Đấy, cái củi như là 30 tấn. Cái ấy là cái, vâng. Vâng. Mà một ngày là bao nhiêu người chụp? Vâng. Nhưng mà hỏi hỏi cái gì? Bằng 100 tiếng. Vâng. Bác tên là gì bác ơi? Tôi là Châu. Dạ. Tôi là Châu Phương Hoàng. Bác tên là gì bác nói to ạ? Châu. Bác cái gì Châu ạ? Trần Minh Châu. Vâng, bác Trần Minh Châu. Thế nào hôm nay là cái ca trực của bác không à? Không phải, đây là tôi thỉnh thoảng tôi vào đây là tôi nhìn thấy là tôi là 10 tấn. Cái này là cái biệt chung. Nha, chứ không phải là cái ca của ai. Cái này 10 tấn Minh Trưng rồi đó. Cái này là nó không phải ca kíp mà đây là cái việc cái tâm linh. Đấy. Đây là 10 tấn Minh Trưng, 3 tấn bánh dày là coi như gì? À vâng, cháu hỏi nhờ bác tí. Tại vì thấy trên cái trang web của nhà mình chia sẻ là 7 tấn bác ạ. Rồi. Vâng. Vâng, thế bác ơi, bác bắt tay cho cháu hỏi nhờ một chút.
Vâng. Vâng bác. Hằng ơi. Mà chưa nhận được. Vâng. Tại vì vừa có một chút đấy là thấy trang của mình nên là cái bánh trưng siêu khổng lồ này là 7 tấn. Nên xong các bác thì bác lại bảo là 10 tấn. Vâng. Vâng. Chị ơi. Không vấn đề gì vâng. Em hỏi cái lồ bánh trưng của mình này là bao nhiêu tấn hả chị? Chứ mình là gạo là 7 tấn. Gạo là 7 tấn. Cá lẽ vào nữa là 10 tấn. Vâng, đó là 10 tấn rồi. Bánh dày 3 tấn. Bánh dày 3 tấn. Những bánh dày mà mai mới làm, mùng 3 mới làm không? Vâng, bánh dày 3 tấn vâng. Còn bánh trưng là 7 tấn, lá 3 tấn. Lá 3 tấn. Vâng, chị tên là gì chị? Chị tên là chị Tuyển ạ. Chị họ tên? Trần Thị Tuyển ạ. Vâng. Trần Thị Tuyển chị ở đây ở thôn mình luôn ạ. Chị ở thôn xã Sao Cường. Vâng. Vâng vâng, em cảm ơn chị nhé. Vâng. Vâng cảm ơn chị vâng. Cảm ơn. Vâng vâng. Đây là chúc anh đạt luôn luôn mạnh khỏe nhá để phục vụ cho cái lễ hội chùa Hàng Xá luôn luôn được đẹp. Vâng. Rất là đông. Rất là vui. Thường là nói riêng, vâng. Thành phố Nguyên, tỉnh Nguyên. Đây là lồi bánh trưng siêu khổng lồ này, mặt chiều dài là 4m2, cao là 2 chiều dài của lồi này là 4m2, còn cao là 2m2, cao 2m2 nhá, cao 2m2. Đấy các bạn đi này, mặt trước này là nó có một cửa, có một cửa củi nhá, mà vâng vâng, mặt trước này là một cửa và mặt này nữa chắc là cửa phải vùng quanh đấy. Mặt này là hai cửa, đây là ống này là sờ vào là rất là nóng đấy chị nhỉ, nước ra nước vào đấy ạ, vâng. Nước cũng phải có nước đều đấy. Cái này là rất nóng đấy chị nhỉ, đấy. Vâng, thế là hệ thống nước rất là quy mô. Đấy, ở trên là có hai ống là nước đầy là tự xả. Và đường ống này là đường nước bơm vào chị? Nước bơm vào, nước phần nước máy. Vâng, đây là toàn nước sạch, đây là hệ thống nước sạch nhá. Hệ thống nước sạch này là để bơm nước lên ống này, đấy, để bơm nước vào lò bánh trưng này. Vâng, thế là hệ thống nước này lên là vào nóng lạnh, thế nào lúc nào cũng tiếp nước nóng vào luôn, đều. Lúc nào bánh cũng sẵn sàng được trong tư thế là ngập nước và có hai ống đường xả bên trên để chống tràn. Đấy, và mặt này là có hai cửa nhé bạn nhé. Mặt này vào kia chắc là nóng lắm không vào được chị nhỉ. Em thấy cửa vẻ cũng nóng đấy, thôi được, cứ đi nhé. Thống nhất là cứ đi, nóng lắm đấy. Tôi đứng đây đã cảm thấy nóng rồi. Một mặt kia, mặt một là hai, mặt chính là hai, là một cửa. Còn mặt phụ này nhé các bạn nhé, là hai cửa này, đấy. Hai cửa, sẽ đi vòng quanh. Đấy, mặt này cũng hai cửa luôn. Đấy, đi. Thực sự đến đây mới kiểm nghiệm mới thấy cái vĩ đại của cái lồi bánh trưng vàng. Đây các bác ơi, anh bác này là đang cho củi vào bếp đây. Thế là một ngày là chia thành mấy ca hả bác ơi? Chia 4 ca. Chia 4 ca, 4 ca là tượng trưng cho 4 thôn à? 4 thôn. À 4 thôn túc trực nhau. Mỗi một thôn 6 tiếng. Mỗi một thôn là 6 tiếng. Thầy ca trực. Thế là cái này của mình là làm bằng inox cái sắt này bác. Cái lồi này này, sắt này. Ngoài thì sắt, trong bằng inox. À, cái lồi ngoài này là bằng sắt. Trong bằng inox. Đấy. Inox thì cái bánh nó đi ra, nó đi... Vâng, đẩy lá vàng. Bây giờ lên trên lóc nhìn xem là hệ thống lóc đậy kín nhá. Kia phải đậy kín. Vâng, được rồi. Có cả lắp, cửa có lắp đàng hoàng. Được rồi, để tôi kiểm tra trên lóc này đậy thiết kế nhá. Thôi, không có đâu, được rồi, cái này em có gậy để buộc cái
cái máy quay này ấm nhân lên. Đấy. Rồi. Đây nha các bạn nhá, bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa cái phần lóc để cho các bạn xem là đậy trên cái lồi bánh chưng này nhá. Bắt đầu lên nhá. Đấy. Đấy, đây là cái lồi bánh chưng 7 tấn. Cái bánh chưng này sẽ lập vào kỷ lục quốc gia. Siêu khổng lồ. Nhớ các bạn nhìn nhá. Đấy, đây là cái lóc lồi bánh chưng này đang được luộc ở tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ, thôn Tân Hưng nhá. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, view hết cao này, nhìn cho nó chuẩn này, đấy, siêu khổng lồ. Đấy. Đấy, để một cái góc quay như này thì các bạn sẽ nhìn hình dung được luôn. Lồi bánh chưng siêu khổng lồ, đứng ở vị trí này nóng lắm. Phải nói rằng để mà ra được một cái sản phẩm này thì các bà các mẹ, vâng, các bà các mẹ với cả những người phục vụ ở chùa, nhất là ban khánh tiết với cả bốn thôn phục vụ cử người phục vụ luộc lồi bánh chưng này chia thành 4 ca. Lượng củi là đã hết 50 tấn. Hết đứt 50 tấn rồi, còn hơn rồi, đang dự kiến là vào 30 tấn nữa. Đấy. Thì bây giờ mình cũng xin phép mình vào mình đặt gọi là đút củi cho củi vào lồi bánh chưng. Cái đầu lên. Cái này nóng lắm. Ai đây? Nhưng mà có khả năng là không được vừa thôi, các bạn không cho này cùng nó quá rồi. Một người nó hết. Chủ yếu ở gần đằng sau nhá. Đùn sâu à. Đằng trước là hôm qua là tương đối rồi đấy. Nhất thế giới luôn ạ. Mẹ ơi, một ngày có mấy lần nhỉ? Ba ngày ba đêm. Mai là 4 ngày nên là chắc là dừng. Nó là một cái ở đâu mà chơi mình
Đây là người quay suốt ngày cho đêm rồi này. Mình là có mấy thôn rồi chị? Mình 4 thôn ạ. Những thôn nào chị? Thôn Phượng Hoàng. Thôn Phượng Hoàng là 1. Tân Hưng. Thôn Tân Hưng là 2. Đông Hạ. Thôn Đông Hạ là 3. Thôn Cô Xá. Dạ. Thôn Cô Xá. Cao Xá. Thôn Cao Xá là 4. Còn đền đây là nằm ở thôn Tân Hưng. Vâng. Đây là đền cung báo hồ cơ. Vâng. Đền trong kia chùa. Vâng. Ô đều lắm không? Đây là gió tẹt cho tôi. Xả rồi. Xả rồi đấy. Xả rồi qua. Đúng là vừa như là làm cái đài cho người cắt bán nhá. Bán nhá. Té tầm 70 tấn. 70 tấn củ. 70 tấn củ. Thầy đang đánh 100 tấn. 70 tấn. Tháng này 70 tấn rồi đấy. À vâng, thì ý là thầy mà tính 100 tấn. 100 tấn, hiện tại bây giờ là 70 tấn rồi. Hiện tại bây giờ là 70 tấn, 4 giờ. 9 tháng 4. Sáng hôm nay cũng ngồi thầy huy động chở như thế này. Ơi, sợ thiếu hết rồi. Không, thì là sáng hôm nay hết. Dự kiến cái số củ tương đương với cả bánh. Tương đương với số bánh. Tương đương với số bánh. Sau đền có chùa Hoàng Sa,
xung quanh đền cây mọc xum xuê. Ý, ý, à. Chúng con giữa mẹ về đền thành thơ ý. Ăn quà nhớ người trong cây, ly lai tài tình kinh dâng lên mẹ ý. Cho con cháu đời đời được bình an. Ngày hôm nay con nghĩ cháu thảo hiền xây đền mẹ, lập đền nguy nga. Ý, ngôi đền thờ mẫu mẹ hùng cường, có hồ bán nguyệt hiện ra trước đền. Sau đền có chùa Hoàng Sa, xung quanh đền cây mọc xum xuê. Ý, ý, à. Xung quanh đền y cây mọc xum xuê, lối ra dốc lạ, lối về hùng vương đầy. Mùng mười tháng ba tiết trời xuân, chúng con giữa mẹ về đền thành thơ ý. Bánh trưng rèn nó phải đều rồi. Đúng rồi, mới thấy. Ăn quà nhớ người trong cây, ly lai tài tình kính dâng lên mẹ ý. Thế cái tâm huyết là cả xã Hùng Cường là gọi là thế là nói riêng và cũng là đất nước Việt Nam nói chung thành phố xây đền thờ mẹ mẹ ơi, động lực để cho con cháu đời đời được bình an. Ngày hôm nay con nghĩ cháu thảo hiền xây đền mẹ, lập đền nguy nga. Ý, bà xã mà cũng là bố chân. Và mình làm được những cái này công quả rất là tốt. Và chùa đền là đền.
đền chung, ngôi đền và ấy mẫu là trông ngon là đẹp và là trông ngôi có hồ bán nguyệt hiện xa trước đền sau đền có chùa hoàng sa xung quanh đền cây mọc liên xu ý ý ý xung quanh đền y cây mọc sum xuê lối ra dốc lạ lối về vùng cường đây mùng 10 tháng 3 tiết trời xuân chúng con rước mẹ về đền thành thơ ơi ý ăn quà nhớ người trong cây ly lai tài tình kính dâng lên mẹ ý ngày hôm nay con nghĩ cháu Thảo Hiền xây đền mẹ lập đền nguy nga ý ngôi đền thờ mẫu mẹ hùng cường có hồ bán nguyệt hiện xa trước đền sau đền có chùa hoàng sa xung quanh đền cây mọc sum xuê ý à. Chúng con rước mẹ về đền thành thơ ơi ý ăn quà nhớ người trong cây ly lai tài tình kính dâng lên mẹ ý cho con cháu đời đời được bình an
ngày hôm nay con nghĩ cháu Thảo Hiền xây đền mẹ ngự, lập đền nguy nga. Ý ngôi đền thờ mẫu mẹ hùng cường, có hồ bán nguyệt hiện ra trước đền. Sau đền có chùa Hoàng Sa, xung quanh đền cây mọc xum xuê. Ý à. Chúng con rước mẹ về đền thành thơi. Ý ăn quà nhớ người trong cây, ly lai tài tình kính dâng lên mẹ. Ý ngày hôm nay con nghĩ cháu Thảo Hiền xây đền mẹ ngự, lập đền nguy nga. Ý ngôi đền thờ mẫu mẹ hùng cường, có hồ bán nguyệt hiện ra trước đền. Sau đền có chùa Hoàng Sa, xung quanh đền cây mọc xum xuê. Ý à. Chúng con rước mẹ về đền thành thơi. Ý ăn quà nhớ người trong cây, ly lai tài tình kính dâng lên mẹ. Ý
xây đền thờ mẹ mẹ ơi, để cho con cháu đời đời được bình an. Ngày hôm nay con nghĩ cháu Thảo Hiền xây đền mẹ ngự, lập đền nguy nga. Ngôi đền thờ mẫu mẹ hùng cường, có hồ bán nguyệt hiện ra trước đền. Sau đền có chùa Hoàng Sa, xung quanh đền cây mọc xum xuê. Chúng con rước mẹ về đền thành thơi.